nữ nhân viên Samsung bị đồn lây HIV cho 16 người Chiêu bài dụ dỗ khách hàng để chiếm đoạt 13 ô tô tổng trị giá hơn 10 tỷ của nữ quái 9X Xét xử đại án đăng kiểm thuộc cấp lanh quanh cỡ tội cho các cựu cục trưởng những ngày qua, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến vụ việc nữ nhân viên Samsung nhiễm HIV lây cho nhiều người được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội trước tình hình đó nhiều ngành chức năng của tỉnh thái nguyên đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh làm rõ thông tin nhằm trấn an dư luận và ngăn chặn những thông tin sai lệch tiếp tục lan rộng được biết công an tỉnh thái nguyên xác nhận đây là thông tin sai sự thật lực lượng chức năng cũng đã xác định được người phụ nữ tên nguyễn thị nờ sinh năm 1986, trú tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để đăng tải hình ảnh, thông tin khiếm nhã không đúng sự thật về việc nữ công nhân Samsung lây nhiễm HIV cho nhiều người đàn ông, có cả hình ảnh nữ công nhân và danh sách người bị lây nhiễm. Người vi phạm này bị các cơ quan chuyên môn công an tỉnh Thái Nguyên xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xuất phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân. Đến nay, Công an tỉnh Thái Nguyên vẫn đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ nguồn phát tán thông tin sai sự thật trong vụ việc này lên mạng xã hội. Trước việc xử lý quyết liệt các hành vi thông tin sai sự thật trên không gian mạng của Công an tỉnh Thái Nguyên vừa qua, nhiều fanpage trên mạng xã hội đã xóa dấu vết thông tin vụ việc này khỏi hệ thống để tránh bị xử phạt. Tuy nhiên, vẫn còn một số fanpage câu lưu thông tin không chính xác này nhằm thu hút tương tác. Không những vậy, lợi dụng sự việc này, hàng chục người sử dụng mạng xã hội đã nhanh chóng thay tên đổi họ và tạo lập giấy khai sinh mới cho đứa con tinh thần trên không gian ảo. Được biết, người sử dụng mạng xã hội TikTok có tên Cao Thùy Dương, có không dưới 20 tài khoản. Các tài khoản này phần lớn được tạo lập mới sau vụ việc nữ nhân viên Samsung nhiễm HIV lây cho nhiều người, được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ hôm 26 tháng 7. Điều này khiến khổ chủ càng thêm hoang mang lo lắng vì những hình ảnh video đã được những người làm mặt lấy lại rồi đăng tải trên một tài khoản mới không thuộc quyền sở hữu. Chị Dương bày tỏ lo ngại việc kẻ gian sử dụng hình ảnh vào mục đích xấu sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín danh dự của mình. Ngoài ra, nữ nạn nhân cho biết, từ hôm xảy ra sự việc, chị liên tục bị tấn công bởi các tin nhắn điện thoại với những lời khiếm nhã từ người sử dụng mạng xã hội. Thậm chí nhiều người dùng còn nhắn hỏi truy vấn về video đồi trụy không phải của mình, khiến tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng chị dương chia sẻ trong mấy ngày hôm nay tôi vẫn bị những kẻ xấu tấn công bằng số điện thoại tin nhắn mạng xã hội làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc tôi đã nhờ cơ quan chức năng kiểm tra xác minh làm rõ sự việc này để tìm ra những đối tượng xấu những hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín đối với tôi cần được truy cứu trách nhiệm hình sự và xử lý nghiêm minh nói về sự việc vừa xảy đến với mình chị dương cho biết chị đã nhiều lần lên mạng xã hội facebook tiktok để đính chính thông tin sai sự thật về mình cũng như kêu gọi mọi người không chia sẻ các nội dung giả mạo này nữa. Chị Dương khẳng định tất cả nội dung cắt ghép lan truyền hình ảnh gây ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi đều đã được chuyển cho cơ quan công an điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An phát hiện về việc một số người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An sau khi đã mua xe ô tô Tại hãng, được một thời gian thì có đối tượng gọi điện giới thiệu là nhân viên cửa hàng bán xe ô tô thông báo cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi hoàn thuế và tặng các gói phụ kiện sẽ nhận được số tiền tương đương với 10% giá trị xe nhưng bắt buộc khách hàng phải đưa xe và giấy tờ xe cho đối tượng để làm thủ tục. Những ngày này sau đó đã tin tưởng và giao xe ô tô và giấy tờ cho đối tượng, được một thời gian khi người dân muốn lấy lại xe ô tô thì đối tượng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc trả xe dẫn đến người dân rất bức xúc. Cùng thời điểm này, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An phát hiện tại một số cơ sở cầm đồ trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện việc cầm cố hối tài sản là ô tô không đúng quy định của pháp luật. Sau khi lập án để điều tra, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã làm rõ đối tượng là Trần Thị Hát sinh năm 1997, trú thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là nhân viên kinh doanh bán hàng của một cửa hàng ô tô tại thành phố Vinh. Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, do đầu tư tiền ảo trên mạng bị thua lỗ, để có tiền trả nợ nên Trần Thị Hát đã liên hệ với những khách hàng mua xe ô tô trước đây mà Hát tư vấn để thực hiện hành vi lừa đảo. Với chiêu bài nói trên, khi lấy được tài sản của khách hàng Trần Thị Hát đã đưa đi cầm cố. Ngoài ra, Hát còn tìm đến các cửa hàng cho thuê xe tự lái trên địa bàn thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai thuê xe ô tô. Sau khi thuê được xe thì Hát đưa xe ô tô đi cầm cố lấy tiền trả nợ tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền ảo. Bằng các thủ đoạn nêu trên, Trần Thị Hát đã thực hiện 13 vụ lừa đảo chiếm đoạt 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng của 13 công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hiện nay vụ án trên đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng. Mới đây vào ngày 29 tháng 7, phiên xét xử đối với 254 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam bước sang tuần thứ hai. Trong tuần xét xử đầu tiên, Hội đồng xét xử đã xét hỏi đối với nhóm bị cáo, nguyên là lãnh đạo đăng kiểm viên của Cục Đăng kiểm và các bị cáo ở trung tâm đăng kiểm khối V và khối D tại phiên tòa Hai cựu cục trưởng Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Tuy nhiên, cả hai cho rằng chỉ nhận trách nhiệm với số tiền được hưởng lợi chứ không chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền tham ô của cục đăng kiểm. Bị cáo Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà bị Viện Kiểm sát cáo buộc làm ngơ cho sai phạm của cấp dưới chỉ đạo cấp dưới hàng tháng phải chung chi một phần số tiền đã nhận hối lộ của các chủ phương tiện. Theo đó, bị cáo Hình nhận hối lộ hơn 7,1 tỷ đồng, Hà nhận hơn 8,5 tỷ đồng trả lời hội đồng xét xử về hành vi nhờ bị cáo Lại Thái Phong, cựu phó chánh văn phòng cục đăng kiểm Việt Nam đưa 100.000 đô la Mỹ cho bị cáo Nguyễn Văn Trung, giám đốc công ty ATS nhờ nghe ngóng xem cơ quan công an xử lý sai phạm gì tại các trung tâm đăng kiểm. Bị cáo Hà Khai do lúc đó bị cáo hoảng loạn không tỉnh táo nên mới nhờ Phong tìm người dò la thông tin giúp mình, thừa nhận hành vi phạm tội nhưng bị cáo Nguyễn Văn Trung lại khai không biết Phong đưa tiền cho mình vì lý do gì là bị cáo sở hữu nhiều trung tâm đăng kiểm tư nhân nhất vụ án. Bị cáo Trần Lập Nghĩa được coi là mắt xích để phá vụ án tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Theo cáo buộc, từ vụ phát hiện một số xe có dấu hiệu cơi nới thành thùng xe, cơ quan điều tra đã tìm ra sai phạm của Trung tâm Đăng Kiểm 6203G ở Long An do bị cáo Trần Lập Nghĩa làm giám đốc. Theo cáo buộc, đầu năm 2021, do tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng đến thu nhập trung tâm, nên Nghĩa chỉ đạo cho nhân viên nhận hối lộ của các chủ xe để bỏ qua lỗi sai phạm trong quá trình kiểm định. Đến tháng 10 năm 2022, Trung tâm 6203 g đã cấp giấy chứng nhận cho 35.253 phương tiện sai quy định, thu lợi hơn 9.843 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định Trung tâm đăng kiểm 7102 g ở Bến Tre và Trung tâm đăng kiểm 8302G ở Sóc Trăng do Nghĩa làm chủ đều có sai phạm như ở Trung tâm 6203G. Theo lời khai của Nghĩa tại cơ quan điều tra để thành lập các trung tâm đăng kiểm này, Nghĩa đã phải tới cục đăng kiểm để đưa hối lộ cho Trần Kỳ Hình. Từ sai phạm ở các trung tâm do Nghĩa làm chủ, cơ quan điều tra đã lật tẩy toàn bộ sai phạm của cục đăng kiểm Việt Nam. Tại phiên tòa, khi hội đồng xét xử hỏi về số lần và số tiền đưa hối lộ cho bị cáo Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà, bị cáo Nghĩa khai không nhớ. Bị cáo Trần Văn Chủ, giám đốc trung tâm đăng kiểm 5003V, trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam bị cáo buộc đã cho phép đăng kiểm viên nhận tiền hối lộ của các chủ phương tiện trong quá trình kiểm định. Sau đó, chủ dùng một phần số tiền chung chi cho lãnh đạo cục. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo khai rằng việc nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm là do các đăng kiểm viên tự thực hiện bị cáo không chỉ đạo. Dù vậy, chủ lại thừa nhận đưa cho bị cáo hình Hà tổng số tiền 200 triệu đồng vào những dịp lễ Tết và nguồn gốc số tiền này là do các đăng kiểm viên nộp lại. Thưa quý vị, khoảng 11 giờ 35 phút ngày 28 tháng 7, huyện Con Plong, Con Tum đã ghi nhận trận động đất thứ tư liên tiếp trong ngày, trong đó mạnh nhất là 5 độ. Khi cảm nhận trận động đất gây rung lắc mạnh, người dân ở xã Đắc Tăng, Con Plong, Con Tum hốt hoảng chạy ra ngoài. Sau khi trấn tĩnh, bà con mới dám quay vào để kiểm tra thiệt hại. Trận động đất 5 độ được ghi nhận là mạnh nhất ở tỉnh Con Tum. Trước đó, trận động đất mạnh từng ghi nhận ở huyện Con Plong là 4,7 độ. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu thông báo trên động đất 5 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,827 độ Vĩ Bắc, 108,245 độ Kinh Đông, thuộc khu vực huyện Con Plong, Con Tum. Căn cứ theo hình ảnh, vùng tâm chấn động đất có thể thuộc xã Đắc Tăng, tiếp giáp Ngọc Tem, huyện Con Plong, ông Nguyễn Hồng Thực, thôn Vi Rơ Nghèo, xã Đắc Tăng, huyện Con Plông nhớ lại, khoảng 11 giờ 35 phút, gia đình ông đang chuẩn bị ăn cơm thì cảm nhận rung lắc lớn. Ông Thực cho biết con của ông ngồi bên thấy rung lắc nên đã khóc lớn. Ông cũng sợ nên đã bế con ra ngoài. Đến khi rung lắc xong được vài phút, ông mới vào nhà để kiểm tra. Ông cho biết nhà chỉ rung lắc, tài sản không bị ảnh hưởng gì. Theo người đàn ông, nhiều năm nay tại địa phương, mỗi ngày thường có 1-3 trận động đất gây rung lắc nhẹ. Một số trận trên 4 độ sẽ gây rung lắc mạnh và trong lòng đất cũng phát ra tiếng nổ lớn. Ban đầu, người dân cũng hoang mang nhưng thấy không ảnh hưởng gì nên quen dần. Ông thực cho biết thêm, trận động đất hôm nay được xem là rung lắc mạnh nhất mà người dân cảm nhận được. Ông mong chính quyền địa phương sớm tìm ra nguyên nhân, giải pháp để bà con yên tâm trước những trận động đất xảy ra liên tục như vậy. Ông Nguyễn Văn Bay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Tăng cho biết, ngay sau khi trận động đất 5.0 xảy ra, lãnh đạo địa phương đã đi khắp các làng để kiểm tra ảnh hưởng, thiệt hại. Theo ghi nhận ban đầu, người dân đều có chung cảm giác hoảng hốt, lo lắng. Ông Bay cho biết, thời điểm xảy ra dùng lắc mạnh, người dân trên địa bàn xã sợ sập nhà nên đã chạy ra khỏi nhà. Đến nay, xã chưa ghi nhận trường hợp bị ảnh hưởng về người và tài sản. Cũng theo ông Bay, do thời gian qua, tại huyện Còn Plông liên tục ghi nhận động đất mỗi ngày, nên chính quyền đã phối hợp với nhiều cơ quan hướng dẫn kỹ năng cho người dân ứng phó với động đất, thiên tai. Ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Còn Plông, thông tin các xã ở vùng tâm trấn vừa báo cáo về chưa ghi nhận thiệt hại sau ảnh hưởng của các trận động đất xảy ra vào ngày 28 tháng 7 ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cho ban phòng chống thiên tai trực tiếp phối hợp với các xã nắm bắt tình hình thiệt hại của bà con để kịp thời báo cáo tỉnh và sớm có phương hướng hỗ trợ theo ông hà được biết tại huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi tiếp giáp với huyện con plong tỉnh con tum đã có những ảnh hưởng sau trận động đất năm độ người dân huyện sơn tây đều cảm nhận rõ nhà cửa vật dụng rung lắc mạnh Thưa quý vị, ngày 27 tháng 7, phiên xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại tập đoàn FLC tiếp tục phần tranh luận. Sau quá trình xét hỏi vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC, cựu kiểm toán viên Lê Văn Tuấn là bị cáo duy nhất phản cung. Xong trong phiên tòa chiều 27 tháng 7, ông Tuấn bất ngờ quay xe, có đơn xin nhận tội. Tại tòa, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo, Bị cáo Lê Văn Tuấn, cựu kiểm toán viên công ty trách nhiệm hữu hạn, kiểm toán và kế toán Hà Nội, CPA Hà Nội, có đơn xin nhận tội, nên hội đồng xét xử quay lại phần xét hỏi. Trước buộc khai báo, bị cáo Tuấn trình bày đơn xin nhận tội là bị cáo tự nguyện viết, không bị ai ép buộc. Bị cáo Tuấn khai rằng sau khi xem xét tại phiên tòa, luật sư bị cáo nhận thấy mình có trách nhiệm trong công việc của mình. Bị cáo Tuấn xin nhận mình có ký vào các báo cáo tài chính kiểm toán của công ty Faros năm 2014 2015. Đối với việc tái phiên tòa ngày 23 tháng 7, bị cáo Lê Văn Tuấn có đề nghị nhận lại số tiền 20 triệu đồng do vợ bị cáo đã nộp trong phiên tòa chiều 27 tháng 7. Ông Tuấn thay đổi đề nghị này và cho biết tự nguyện nộp số tiền trên. Trong đơn xin nhận tội, bị cáo Lê Văn Tuấn cho biết bản thân đã khai nhận hành vi phạm tội khi làm việc với cơ quan điều tra, xong sau đó Tuấn đã thay đổi lời khai không nhận tội. Trình bày thêm cựu kiểm toán viên CPA Hà Nội cho biết ông ta có vấn đề về tâm thần, trầm cảm, mất ngủ kéo dài và lúc nhớ lúc quên. Trước đó tại phiên tòa diễn ra vào ngày 23 tháng 7, bị cáo Lê Văn Tuấn phản cung tố cáo ông Nguyễn Ngọc Tỉnh, cựu chủ tịch hội đồng thành viên, nguyên tổng giám đốc CPA Hà Nội theo cáo trạng, Tuấn và ông Tỉnh đã cùng ký vào nhiều báo cáo kiểm toán của công ty Faros. Tuy nhiên tại tòa, Tuấn nói đã bị cấp trên gây sức ép buộc phải ký, dù thời điểm đó, năm 2014-2015, Tuấn còn chưa được cấp phép hành nghề kiểm toán. Tuấn khẳng định từng nói với ông Tỉnh sẽ không ký vào báo cáo tài chính vì bản thân không làm. Tuấn cũng cáo buộc ông Tỉnh đã mớm lời khai cho mình khi làm việc với cơ quan điều tra. Tuấn Khai được tỉnh đưa cho một bản giải trình các câu hỏi của công an, dài khoảng 8 đến 10 trang để nghiên cứu. Đứng trước những cáo buộc của Tuấn, bị cáo Nguyễn Ngọc Tỉnh bác bỏ, khẳng định không hề gây bất kỳ sức ép nào cho đối phương. Đối với bản giải trình mà Tuấn nhắc đến, bị cáo tỉnh cho biết đó là danh mục câu hỏi do cảnh sát đưa để trả lời cho dễ hiểu. Theo tỉnh, bị cáo trao đổi về câu hỏi trên với Tuấn vì Tuấn cũng là kiểm toán viên trong nhóm. Sau đó Tuấn còn xin bản danh mục để về tham khảo. Tại phần luận tội và đề nghị mức án ngày 26 tháng 7, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuấn và Nguyễn Ngọc Tỉnh cùng 7 đến 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, sáng 24 tháng 7, phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC cùng 49 đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo và những người có nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Tại phiên tòa, các bị hại đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cựu chủ tịch tập đoàn FLC để bị cáo về tiếp tục sản xuất kinh doanh, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tại phiên tòa, ông VXH, sinh năm 1963, trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội, trình bày mua cổ phiếu Rose của công ty Faros từ khoảng năm 2018 đến năm 2019. Hiện ông còn nắm giữ 1.300 cổ phiếu thời điểm đó ông tự tìm hiểu thông tin để mua cổ phiếu với mục đích kiếm lợi nhuận và không biết gì về bị cáo trịnh văn quyết ông hát trình bày cổ phiếu hiện ông vẫn nắm giữ chưa có thiệt hại do đó ông hát đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo quyết để bị cáo này về tiếp tục sản xuất kinh doanh qua đó cổ phiếu của ông lại tiếp tục được giao dịch trên sàn chứng khoán để kiếm thêm lợi nhuận tương tự một bị hại khác cũng mong muốn hội đồng xét xử sớm giải quyết vụ án để cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết về giải quyết hậu quả của vụ án. Bởi theo bị hài này, bị cáo Trịnh Văn Quyết là người gây ra hậu quả thì anh Quyết sẽ là người giải quyết hiệu quả nhất. Trong khi đó, anh VTN trú tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh trình bày đang nắm giữ 200.000 cổ phiếu Rose, đến nay rất khó giao dịch. Bị hài này mong muốn được đền bù tổn thất tinh thần cũng như vật chất bằng cách cho giao dịch lại mã cổ phiếu Rose hoặc đền bù bằng số tiền mà nhà đầu tư đã mua cổ phiếu. Ông LQH, 50 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nói bản thân đã mua 150.000 cổ phiếu Ros ở nhiều thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, bản thân ông không được xem xét là bị hại mà chỉ là người liên quan. Ông Hát mong muốn hội đồng xét xử xác định lại, coi tất cả những cổ đông, người đang nắm giữ cổ phiếu rốt là bị hại. Ông Hát đề nghị, trong phiên tòa, ông Trịnh Văn Quyết đã khai mong muốn dùng tài sản của mình để khắc phục hậu quả của vụ án. Vậy hãy để ông Quyết dùng tài sản của mình để mua lại cổ củ phiếu của những cổ đông không còn muốn tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp nữa. Chủ tọa thông báo chiều 24 tháng 7 phiên tòa sẽ nghỉ, sáng 25 tháng 7 tiếp tục với phần tranh tụng. Sang ngày xét xử thứ ba, hội đồng xét xử dành thời gian để đại diện viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa và các luật sư bào chữa tham gia xét hỏi các bị cáo, cũng như những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Trong số 50 bị cáo, bị cáo Lê Văn Tuấn, cựu kiểm toán viên công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và kế toán Hà Nội CPA, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trịnh Văn Quyết, niêm yết cổ phiếu Rose trên sàn Hose bán cổ phiếu chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng của 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán. Trước buộc khai báo, bị cáo Tuấn không nhận tội. Về sai phạm được nêu trong cáo trạng, bị cáo Tuấn đổ thừa cho bị cáo Nguyễn Ngọc Tỉnh là cựu chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và kế toán Hà Nội CPA là người chỉ đạo nên bị cáo mới ký. Bị cáo Tuấn còn khai, bị cáo tỉnh đã hướng dẫn bị cáo khai như thế nào khi làm việc với cơ quan điều tra trong vụ án này bị cáo tỉnh cũng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối chất với bị cáo tuấn bị cáo tỉnh cho biết bị cáo là người đề nghị bổ sung bị cáo tuấn vào nhóm kiểm toán vì tuấn giới thiệu khách cho công ty bị cáo tỉnh khẳng định bị cáo không hề gây sức ép hay chỉ đạo cho bị cáo tuấn phải ký báo cáo kiểm toán bị cáo tỉnh cũng phủ nhận hướng dẫn bị cáo tuấn khai như thế nào nếu cơ quan điều tra hỏi chứng minh cho lời khai của mình là có cơ sở bị cáo tỉnh nêu tên một số người làm chứng sự việc này bị cáo tỉnh cam kết báo cáo kiểm toán tài chính của công ty Faros do CPA Hà Nội ký ban hành là có sự đồng thuận của các thành viên trong nhóm kiểm toán, trong đó có bị cáo Tuấn. Tham gia xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát công bố các lời khai của bị cáo Tuấn trong quá trình điều tra vụ án. Trong các lời khai, bị cáo Tuấn thừa nhận, chữ ký và chữ viết của mình trong báo cáo kiểm toán tài chính liên quan đến công ty Faros là đúng. Hai nhân chứng được hội đồng xét xử triệu tập đến phiên tòa là ông Lê Văn Giò, sinh năm 1960, trú tại phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cựu nhân viên CPA Hà Nội, và bà Trần Thị Linh, sinh năm 1977, trú tại tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cựu nhân viên CPA Hà Nội. Đều khẳng định với hội đồng xét xử về việc bị cáo Tuấn tham gia vào việc kiểm toán tài chính tại công ty Faros. Khi trao đổi công việc với họ, bị cáo Tuấn biết việc báo cáo kiểm toán tài chính ở công ty Faros không đủ điều kiện. Quá trình xét hỏi bị cáo Tuấn, chủ tọa phiên tòa thông báo, sáng 24 tháng 7, vợ của bị cáo Tuấn có đơn và biên lai cho biết đã nộp 20 triệu đồng cho cơ quan thi hành án để khắc phục hậu quả thay bị cáo. Hội đồng xét xử hỏi, bị cáo Tuấn cho biết đây là tiền gì? Bị cáo Tuấn trả lời trong thời gian làm việc tại CPA Hà Nội liên quan đến việc kiểm toán tài chính của công ty Pharos, bị cáo được trả công 20 triệu đồng. Vì thế bị cáo đã nói vợ bị cáo nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử hỏi tiếp bị cáo Tuấn, CPA Hà Nội đã nộp lại toàn bộ số tiền được hưởng lợi từ kiểm toán tài chính của công ty Pharos. Vậy bị cáo có đề nghị nhận lại số tiền 20 triệu đồng do vợ bị cáo đã nộp? Trước câu hỏi này, bị cáo Tuấn ngập ngừng giây lát rồi đề nghị được trả lại số tiền 20 triệu đồng mà vợ bị cáo đã nộp. Chủ tọa phiên tòa ghi nhận đề nghị của bị cáo Tuấn. Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Văn Quyết cho biết đã đề nghị bán cổ phần tại tập đoàn FLC nhưng chưa được phép và mong hội đồng xét xử tạo điều kiện xử lý tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. Trả lời câu hỏi của các luật sư, bị cáo Trịnh Văn Quyết khai sau khi mua lại công ty Faros, mã cổ phiếu ROS Công ty này đã thực hiện các dự án của hệ thống của tập đoàn FLC và thi công nhiều công trình lớn rộng hàng nghìn hecta và các tòa tháp tại Hà Nội, Bình Định, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Ngoài thi công các dự án cho FLC, công ty Faros còn thi công các dự án cho chủ đầu tư khác như thi công công viên chủ đề, công trình ngoài trời có quy mô khoảng 3.500 chỗ, xây dựng khu đô thị ở Đà Nẵng, từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 7 năm 2018, giá cổ phiếu ROS tăng từ 10.000 đồng lên hơn 43.000 đồng một cổ phiếu. Trong đó có giai đoạn mã cổ phiếu ROS tăng hơn 214.000 đồng một cổ phiếu vào năm 2017. Luật sư hỏi ông Quyết vì sao giai đoạn 2016-2018, bị cáo đã chỉ đạo mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu Rose với giá mua trung bình là 107 đồng một cổ phiếu mà không bán ra lúc giá cao mà để đến lúc chỉ còn khoảng hơn 2.000 đồng một cổ phiếu mới thực hiện bán ra. Ông Trịnh Văn Quyết cho biết, từ khi mua lại công ty Faros, bị cáo chưa bao giờ có ý định muốn bán cổ phiếu, lúc nào cũng muốn giữ, sở hữu thêm và mua thêm. Thời điểm năm 2020 đến năm 2021, do dịch COVID-19 khó khăn về tài chính, nên ông Quyết đã bán số cổ phiếu của công ty Faros. Nhưng trong suy nghĩ và kế hoạch, bị cáo mong bán ra rồi sẽ mua lại, nhưng đến năm 2022 bị bắt nên không thể thực hiện được. Mặc dù đã bán phần lớn cổ phiếu ra thị trường, một năm sau bị cáo Quyết vẫn lấy tài sản riêng để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn ngân hàng của công ty Faros. Ông quyết giải thích lý do Faros là công ty bị cáo rất tâm huyết, dù bán phần lớn cổ phiếu, bị cáo vẫn có trách nhiệm đảm bảo các hoạt động bình thường của công ty nên đã lấy tài sản cá nhân để đảm bảo cho các khoản vay. Hiện bị cáo vẫn dùng tài sản cá nhân của mình để đảm bảo hoạt động bình thường của Faros. Đến nay khoản đảm bảo vay này vẫn còn hiệu lực. Ông quyết trình bày mới được cơ quan tố tụng cho phép bán tài sản tâm huyết là hãng hàng không Bamboo và trước mắt đã thu được gần 200 tỷ đồng. Số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Số tiền 500 tỷ tiếp theo khi nhận từ việc bán hãng hàng không Babu, ông Quyết sẵn sàng nộp khắc phục hậu quả. Ông Quyết trình bày, bị cáo tiếp tục nhờ gia đình tác động để có được khoản bồi thường từ bạn bè, người thân, tìm mọi cách để khắc phục hậu quả của vụ án. Bị cáo kính mong hội đồng xét xử tạo điều kiện thuận lợi để bị cáo được xử lý tài sản cá nhân gần 5.000 tỷ đồng đang bị phong tỏa 2 năm qua để khắc phục hậu quả của vụ án bị cáo tha thiết mong hội đồng xét xử tạo điều kiện thuận lợi cũng theo trình bày của ông quyết trong quá trình điều tra truy tố xét xử ông đã đề nghị bán cổ phần tại tập đoàn flc nhưng đến nay chưa được phép trong trường hợp được dỡ phong tỏa tài sản cá nhân nhưng vẫn không đủ tiền để khắc phục hậu quả vụ án ông quyết khẳng định sẽ tìm mọi cách để khắc phục hậu quả Chiều 27 tháng 7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra mưa to kèm lốc xoáy, đã gây thiệt hại tại một số huyện. Theo đó, mưa lớn kèm lốc xoáy làm nhiều căn nhà ở tỉnh Bến Tre và Tiền Giang bị tốc mái, sập một phần, nhiều cây ăn trái bị gãy đổ. Tại huyện Trở Lách, trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, làm tốc mái 84 căn nhà của người dân ở xã Sơn Định, Tân Thiền, Hưng Khánh Trung B và thị trấn Trở Lách. Trong đó, Sơn Định là xã bị thiệt hại nặng nề nhất với 50 căn nhà bị hư hỏng tốc mái. Ngoài ra, lốc xoáy làm gãy đổ 1 hecta sầu riêng 6 năm tuổi, 1 hecta diện tích cây ăn trái khác, hư hỏng 15 nhà lưới và hư hỏng một phần lưới điện trung thế, nhiều biển quảng cáo. Tại huyện Mỏ Cây Bắc và Tạnh Phú, thiên tài cũng làm tốc mái nhà dân, mỗi huyện một căn. Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục sự cố. Tại tỉnh Tiền Giang, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, trên địa bàn huyện Cái Bè vừa xảy ra lốc xoáy gây thiệt hại về nhà ở, vườn cây ăn trái. Theo đó, khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, mưa to kèm theo lốc xoáy đi qua địa bàn huyện Cái Bè đã làm thiệt hại 33 căn nhà của người dân, trong đó 6 căn nhà bị sập, tốc mái 27 căn, một người bị thương được đưa đi bệnh viện điều trị. Ngoài ra, lốc xoáy làm ngã đổ 264 cây ăn trái như sầu riêng, nhán, xoài, tổng thiệt hại khoảng 747 triệu đồng. Đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra 11 cơn lốc xoáy, gây thiệt hại 179 căn nhà, ngã đổ 264 cây ăn trái, thiệt hại hơn 3,4 tỷ đồng. Thưa quý vị, những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 2, khắp các tỉnh phía Bắc xảy ra mưa lớn, Tại Hà Nội, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày. Sau trận mưa lớn, một căn biệt thự tiền tỷ ở huyện Quốc Oai, Hà Nội, rung lắc và đổ sập vào dạng sáng 24 tháng 7. Bảy người trong gia đình tháo chạy khỏi đống đổ nát, may mắn thoát nạn. Ảnh hưởng của mưa lớn không những gây ngập lụt ở nhiều tuyến phố mà còn làm cho giao thông, đời sống của người dân ở một số địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng vào khoảng 5 giờ sáng ngày 24 tháng 7, tại thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, đã xảy ra sự cố sập căn biệt thự trị giá hàng tỷ đồng của một gia đình 7 người đang sinh sống. Thông tin ban đầu cho biết, trước thời điểm xảy ra việc sập căn biệt thự, 7 người trong nhà đang ngủ thì nghe tiếng rung lắc, vỡ trên tường bong chóc rơi lả tả. Thấy hiện tượng lạ, những người trong nhà đã hô hoán nhau tháo chạy. Chỉ trong phút chốc, căn biệt thự tiền tỷ ở vùng quê Hà Nội bỗng đổ sập. Trưa 24 tháng 7, anh Bùi Thanh Điệp, người đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường thông tin, vụ việc không gây thiệt hại về người. Vào thời điểm xảy ra sự cố, 7 người trong nhà phát hiện biểu hiện bất thường nên đã hô khoán nhau tháo chạy khỏi căn biệt thự. Theo anh Điệp, căn biệt thự được xây dựng cách đây hơn một năm. Tuy nhiên, mấy ngày qua, do ảnh hưởng của mưa nhiều nên đất sụt lún đã kéo đổ sập căn biệt thự. Cơn mưa kéo dài trong ngày và đêm 23 tháng 7 đã nhấn chìm một số khu đô thị mới phía Tây Hà Nội. Nguyên nhân theo các chuyên gia là do hệ thống thoát nước chưa kết nối với trục thoát nước chính của thành phố, gây ngập cục bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu báo số 2, trong ngày và đêm 23 tháng 7 tại Hà Nội, xảy ra mưa lớn kéo dài và nhấn chìm một số khu đô thị mới phía Tây Hà Nội, đặc biệt là các đô thị dọc theo đại lộ Thăng Long, đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vào sáng 24 tháng 7, dù mưa đã tạnh, nhưng một số tuyến đường trong các khu đô thị Simco, khu A, khu B và hàng loạt nhà liền kề của khu biệt thự thiên đường Bảo Sơn, khu đô thị văn quán vẫn chìm trong biển nước mưa. Nhiều ô tô cố gắng di chuyển qua bị chết máy, ngập sâu trong nước. Nói về nguyên nhân những khu đô thị mới phía Tây Hà Nội bị chìm trong biển nước mưa, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết, nguyên nhân đầu tiên là do lượng mưa quá lớn, Nguyên nhân thứ hai là do hệ thống thoát nước mưa của khu vực hiện chưa giải quyết được cuối nguồn, tức là chưa liên kết được hạ tầng thoát nước của các khu đô thị này với trục thoát nước chính bên ngoài. Bản thân hệ thống thoát nước trục chính bên ngoài các khu đô thị này cũng chưa lắp đặt trạm bơm cuối nguồn nên không thoát nước được kịp thời, dẫn tới tình trạng mưa lớn là ngập sâu. Cũng theo kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Thực tế, cốt nền các khu đô thị phía Tây rất cao, hầu hết các khu đô thị mới được cấp phép tại Hà Nội, quy hoạch theo cốt nền mới, chia theo 4 vùng thoát nước đô thị. Riêng đối với nút giao giữa đường Lê Trọng Tấn, Đại lộ Thăng Long, ông Nghiêm cho rằng đây là khu vực có cốt thấp nhất khu vực. Nhiều lần bị ngập nên thành phố đã lên phương án xây hầm ngầm và phương án đào thêm hồ điều hòa để thoát nước. Nhưng theo luật đất đai mới, để hoàn thiện hệ thống thoát nước khu vực này, trước hết phải hoàn thiện quy hoạch không gian ngầm khu vực, qua đó tạo sự liên kết với trục thoát nước chính trong khu vực, xác định vị trí đào hồ điều hòa để thoát nước. Ông Nghiêm nhấn mạnh vấn đề này không thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư các khu đô thị mới mà thuộc trách nhiệm chung của thành phố. Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài tại tỉnh Sơn La gây ra lũ quét và sạt lở đất, vùi lấp nhà cửa tại xã Trường Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La gây thương vong. Việc tiếp cận hiện trường để ứng cứu rất khó khăn do địa bàn bị cô lập, đường giao thông bị sạt lở. Ông Cầm Văn Trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, vào dạng sáng nay đã xảy ra sạt lở đất tại bản Pa Hốc và Hua Pư làm 6 người tử vong, mất tích. Và khoảng 9 giờ sáng đã tìm thấy một người tại bản Hua Pư, hiện còn 5 người ở bản Pa Hốc vẫn chưa tìm thấy. Mưa lũ đổ về trên suối két, còn cuốn trôi nhiều nhà cửa, Ba cầu treo qua suối làm 14 bản của xã bị cô lập. Hiện nay hai bản vẫn đang bị cô lập nên chưa tiếp cận được hai bản này vì cầu treo bị cuốn trôi hết. Xã cũng chỉ đạo hai bản này huy động nhân dân tại chỗ để nhanh chóng tìm kiếm người đang mất tích. Do có nhiều xã bản bị thiệt hại nặng nề vì mưa lũ, giao thông và xã trường nơi rất khó khăn nên đến hơn 10 giờ sáng ngày 24 tháng 7, các lực lượng của huyện Mai Sơn chưa tiếp cận được xã Trường Nơi. Bà Cầm Thị Khay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, huyện Mai Sơn đã thành lập 4 đoàn để vào hỗ trợ xã trường nơi, gồm đoàn của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, đoàn của tổ cấp ủy và các lực lượng công an quân đội, gồm khoảng gần 40 người đang trên đường vào. Huyện cũng chỉ đạo xã huy động tất cả các lực lượng của xã như dân quân tự vệ, đoàn thanh niên để tìm kiếm các nạn nhân và di rời tài sản của người dân ven suối và khu vực sạt lở đến nơi an toàn. Lãnh đạo phòng nông nghiệp huyện Mai Sơn thông tin thêm, trời vẫn có mưa, đường vào hiện trường xảy ra sạt lở đất bị chia cắt hoàn toàn, nên các đoàn cứu hộ, cứu nạn của tỉnh và địa phương chưa thể tiếp cận được. Còn tại thành phố Sơn La, mưa lớn dạng sáng 24 tháng 7 đã làm nhiều tuyến đường tại thành phố Sơn La bị ngập sâu trong nước, ùn tắc cục bộ. Người dân và phương tiện giao thông không thể lưu thông qua được mưa to kéo dài khiến mực nước ở các sông suối dâng cao chảy xiết đổ về gây ngập lụt tại nhiều tuyến phố và khu dân cư của thành phố sơn la nhiều tuyến đường nhà dân bị ngập sâu trong nước các tuyến đường trần đăng ninh đường lê duẩn trường trinh nguyễn lương bằng bị ngập sâu cả mét xe cộ không thể đi lại được tại một số tuyến đường khu phố ngập sâu cả mét nước chảy xiết như sông lực lượng cứu hộ cứu nạn phải dùng xuồng hoặc phải dùng dây thừng làm dây bám đưa người dân đến nơi an toàn Bà Phạm Thị Miền, 60 tuổi, phường Quyết Thắng cho biết, do mưa quá lớn, nước dâng cao, bà lại sống một mình nên không thể di chuyển được, bị mắc kẹt trong nhà. Bà Miền nói ngay trong đêm, bà đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, hỗ trợ di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Nếu không, hôm nay bà cũng chưa biết phải chạy ngập thế nào. Trưa 24 tháng 7, Đại tá Nguyễn Khắc Ngọc, trường phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Sơn La cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về mưa lũ gây ngập lụt nhiều điểm trên địa bàn thành phố, đơn vị đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng công an thành phố Sơn La chia thành nhiều tổ hỗ trợ người dân. Đại tá Ngọc thông tin, tại các tuyến đường, khu vực nhà dân ngập sâu, lực lượng cứu hộ cứu nạn giả soát hỗ trợ bà con di chuyển tài sản, đồ đạc lên cao và di chuyển được 5 xe ô tô đến nơi an toàn. Đối với một số khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, lực lượng cứu hộ cũng sử dụng dây thừng để bám, đưa trên 30 người dân ra nơi an toàn. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa từ 70mm trở lên Lượng mưa đo được tại một số điểm đo như sau. Xã Tà Học, huyện Mai Sơn 72mm, xã Huôn Nhàn, huyện Bắc Yên 77mm, huyện Vân Hồ, các điểm đo mưa tại xã Song Khủa ghi nhận 76mm, xã Trường Khoa 97mm, xã Mường Men 151mm, xã Tô Múa đạt 193mm, km 46, quốc lộ 6 đạt 229mm. Dự báo từ chiều tối 23 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7, ở tỉnh Sơn La có mưa to đến mưa rất to và rông. Lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120 mm, có nơi hơn 150 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo thông tin ban đầu tại huyện Vân Hồ, mưa lớn đã làm sạt lở trên quốc lộ 6, làm ùn tắc giao thông. Sông suối trên địa bàn nước chảy rất xiết, tiềm mẩn nguy cơ lũ to giao thông trên quốc lộ 6 đoạn qua huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La bị ùn tắc kéo dài. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến đất đá ở phía Ta Luy Dương sụt trượt xuống đường gây cản trở giao thông, nguy hiểm cho người và các phương tiện. Tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã xảy ra sạt lở tại hai vị trí km 156 và km 160 cộng 620 một lượng lớn cây và đất đá từ ta luy dương tràn ra đường khiến các phương tiện không thể lưu thông ùn tắc cục bộ hiện nay các lực lượng vẫn đang huy động máy móc và nhân lực để khắc phục những thiệt hại ban đầu do mưa lớn kéo dài gây sạt lở ngập úng tại các huyện thành phố của tỉnh sơn la đang được các cơ sở thống kê trước mắt không có thiệt hại về người Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La yêu cầu các huyện thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời bố trí lực lượng di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn mưa lớn tình trạng sạt lở đất đá bất ngờ vẫn có thể xảy ra các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường đèo núi chú ý quan sát sạt lở đất bảo đảm nơi tránh trú an toàn trong lúc mưa rông trên các sông suối nước rất xiết tại các tuyến giao thông có lượng nước lớn tràn qua đường chính quyền cảnh báo người dân không tham gia bắt cá vớt củi băng qua lũ lớn và đề phòng sạt lở đất đá trên các tuyến giao thông Ngày 28 tháng 7, một lãnh đạo trường chính trị tỉnh Đắk Lắc thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Đắk Lắc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà NTH 40 tuổi, trú thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Bà Hát là nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ của nhà trường. Sau khi nhận được thông tin từ lực lượng chức năng, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Hát. Trước đó, báo Lao động từng thông tin vào năm 2023, Sở Tài chính Đắk Lắc có kết luận kiểm tra chỉ ra 18 nội dung sai phạm trong công tác tài chính giai đoạn năm 2017 đến năm 2021 tại trường chính trị. Trong giai đoạn 5 năm nói trên, trường chính trị tỉnh Đắk Lắc có dấu hiệu thất thoát, thiệt hại tài sản, tiền mặt và tiền gửi kho bạc hơn 1 tỷ đồng. Các năm 2017 và 2022, trường xây dựng dự toán không chính xác, dẫn đến ngân sách nhà nước cấp thừa quỹ tiền lương cho trường hơn 300 triệu đồng. Từ năm 2017 đến năm 2022, các khoản nhà trường phải tiếp tục thu là hơn 4 tỷ đồng, trong đó nguồn thu học phí và dịch vụ hơn 3 tỷ đồng, nguồn quản lý phí hơn 907 triệu đồng. Theo Sở Tài chính Đắk Lắc nhận định, các sai phạm nêu trên là trách nhiệm của Ban giám hiệu nhà trường và các bộ phận chuyên môn liên quan và người đứng đầu đơn vị, Do đó, Sở Tài chính kiến nghị trường chính trị tỉnh Đắk Lắc khắc phục, thu hồi hơn 5 tỷ đồng, trong đó phải triệt để thu hồi số tiền hơn 1 tỷ đồng, có dấu hiệu thất thoát ngân sách. Ngoài ra còn có khoản thu học phí, quản lý số tiền hơn 4 tỷ đồng. Ngày 28 tháng 7, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp cùng đơn vị chức năng tổ chức thực nghiệm điều tra hiện trường vụ trộm cắp tài sản tại công trình xây dựng trên địa bàn, được biết lợi dụng vắng người trông coi tại các công trình dự án, các đối tượng đã lẻn vào để thực hiện trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 14 tháng 5, Lê Linh Em, sinh năm 2002, tỉnh Kiên Giang điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1977, ngụ tỉnh Nghệ An, đi từ thị trấn Long Hải về xã An Ngãi, huyện Long Điền, để gặp chủ thầu xây dựng lấy tiền công. Khi đến công trình thi công hệ thống cống thoát nước thì thấy chủ thầu đang ngồi nhậu cùng một số người ở trong tròi. Thấy vậy, em và Quỳnh dựng xe ở ngoài đường rồi đi lèn vào khu vực công trình để trộm cắp sắt, lấy đi 12 thành sắt phi 14 dài 80cm. Hai thanh sắt hộp vuông 5 x 5 dài 2,4 m và 2,2 m. Lúc này những người trong công trình phát hiện và truy đuổi, bắt được hai đối tượng cùng tăng vật trình báo cơ quan công an đến giải quyết. Quá trình làm việc, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Qua xác minh đối tượng Lê Linh Em có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong vào tháng 1 năm 2024 và chưa được xóa án tích. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vũng Tàu cũng vừa tham gia thử nghiệm điều tra hiện trường vụ trộm cắp dây cắp điện tại khu dự án hạ tầng kỹ thuật, khu tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu, với nghi phạm là Phan Văn Sang sinh năm 1988 đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Làm việc tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận do bị nghiện và thất nghiệp nên không có tiền tiêu xài. Khi đi câu cá phát hiện một trụ điện chiếu sáng bị mở nắp sẵn, chưa đóng điện và không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp dây cáp. Khoảng 1 giờ 15 phút ngày 19 tháng 7, đối tượng điều khiển xe máy chở xà beng và các dụng cụ như búa, kiềm, đục, đèn pin để thực hiện hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, khi sang mới đục gạch và cắt được một đầu giấy cáp tại trụ đèn chiếu sáng số 13 của công trình thì bị công nhân bắt quả tang. Sang còn khai nhận trước đó từng thực hiện 3 vụ trộm cắp tương tự. Tàng vật được cơ quan điều tra khám xét, thu giữ trong nhà đối tượng. Tổng giá trị thiệt hại theo kê khai hơn 39 triệu đồng. Nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Liên quan đến vụ tranh cãi sau khi trùng tu chùa Cầu Hội An, chiều 28 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, ông Nguyễn Văn Sơn cho biết, chính quyền đã bàn bạc với ngành văn hóa, các cơ quan quản lý di tích, thống nhất việc sẽ lấy thêm ý kiến của các nhà chuyên môn, các chuyên gia tư vấn để sơn vôi lại công trình chùa Cầu sau trùng tu. Ông Sơn cho biết, sau khi có ý kiến trái chiều, thậm chí phản đối từ dư luận, người dân, chính quyền Hội An đã đến hiện trường xem xét lại. Ông Sơn cho biết, ông đồng tình với những ý kiến thấu đáo và rất có thiện chí từ người dân. Dù quá trình trùng tu đã rất trung thành với nguyên bản, song màu mới của sơn vôi đúng là hơi sáng chói, lệch khá xa so với màu cũ của công trình. Với chất liệu vôi, chỉ sau vài mùa mưa thì màu rêu cũ sẽ trả lại nguyên trạng tuy nhiên ngay lúc này màu sáng mới của vôi hơi đậm gây phản cảm với hình ảnh rêu phong cũ kỹ màu thời gian của phố cổ đây là ý kiến đóng góp chính đáng ông cho biết sẽ cho sơn lại màu công trình phù hợp hơn sát với màu cũ của công trình Chùa Cầu Hội An có lịch sử gần 400 năm, ở vùng thấp trũng, bị ngập lụt hàng năm, kết cấu chủ yếu bằng gỗ, vì vậy xuống cấp theo thời gian. Chùa Cầu từng 7 lần được tu bổ lớn, lần gần đây nhất là năm 1986. Từ 28 tháng 12 năm 2022, dự án trùng tu Chùa Cầu Hội An đã khởi công với kinh phí hàng chục tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Đến nay đã hoàn tất, dự kiến ngày 3 tháng 8 năm 2024 sẽ khánh thành, đưa vào hoạt động lại bình thường. Tuy vậy, ngay từ 28 tháng 7, hình ảnh sáng mới của chùa cầu đã bị dư luận chê bai. Thậm chí nhiều ý kiến suy diễn vì cho rằng việc trùng tu đã làm mất đi hình ảnh cổ kính, rêu phong và đẹp của chùa cầu. Theo chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, ông Nguyễn Văn Sơn, chùa Cầu đã hoàn tất trùng tu, quá trình thực hiện được giám sát chặt chẽ từ cán bộ ngành văn hóa, cơ quan trung ương và có chuyên gia tư vấn Nhật Bản tham gia. Dự án đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, trùng tu đảm bảo tiệm cận với tính nguyên gốc, nguyên bản, chỉ thay thế những cột trụ thành gỗ đã mục hỏng, nguy cơ sụp đổ công trình chỉ trùng tu, gia cố móng, cột, kết cấu để đảm bảo an toàn cho di tích và tính bền vững, còn lại đã lắp ráp nguyên cũ, lập lại ngói cũ. Nước sông Tích Giang lên cao do mưa nhiều và thủy điện mở cửa xả đã làm cô lập hoàn toàn xóm Bến Vôi thuộc xã Cần Hữu, Quốc Oai, Hà Nội trong nhiều ngày qua. Nước dâng cao từ một tuần nay, con đường chính dẫn vào xóm Bến Vôi và đồng ruộng chìm nghỉm trong biển nước. Khu vực này trước là bến thuyền trung truyền, vật liệu xây dựng, địa hình trũng thấp, chịu ảnh hưởng nặng nề khi nước sông Tích, sông Tích Giang lên cao. Nước dâng lên đỉnh điểm vào ngày 26 tháng 7. Nhiều ngôi nhà ngập đến nóc, hình ảnh toàn cảnh xóm bến vôi bị cô lập trong biển nước. Nhìn từ trên cao như hình một con cá bơi trên mặt nước. Con đường chính dẫn đến xóm Bến Vôi ngập sâu trong nước, không thể đi lại. Người dân phải men theo hàng cột điện và cột mốc đường ven bờ để di chuyển được an toàn. Ảnh chụp con đường vẫn còn ngập sâu khi nước đang xuống dần. Người dân xóm Bến Vôi đã quen với cảnh úng ngập liên miên. Các ngôi nhà ở đây đều được xây dựng cao hơn so với bình thường. Áo phao là mặt hàng bán được rất nhiều trong những ngày qua. Không chỉ có xã Cần Hữu, các khu vực khác ven sông Tích, sông Bùi như xóm Bến, xã Tân Tiến, tỉnh Lộ 412B, nối huyện Quốc Oai với thị trấn Xuân Mai cũng bị ngập nặng cùng thời điểm. Mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống giao thông của tỉnh Sơn La với trên 4.000 điểm bị ảnh hưởng, thiệt hại trên 40 tỷ đồng. Công tác khắc phục đang được các cấp, các ngành nỗ lực triển khai đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, nhất là trước đợt mưa lớn sắp tới. Hơn 5.000 mét khối đất đá bị sạt lở từ ta luy dương tràn ra mặt đường đã gây ách tắc giao thông trên tuyến đường tránh thành phố Sơn La hơn một ngày qua. Các phương tiện, máy móc, thiết bị và nhân lực đang được huy động tối đa để khẩn trương khắc phục sạt lở trên tuyến đường. Phấn đấu trong đêm nay có thể thông xe bước 1. Ông Nguyễn Văn Bách, Giám đốc dự án tuyến đường tránh thành phố Sơn La, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trước đợt mưa lớn được dự báo, lực lượng chức năng đã bố trí tất cả nhân sự của các gói thầu đi giả soát trên toàn tuyến để phát hiện các sự cố có thể xảy ra, đảm bảo khắc phục kịp thời, yêu cầu nhân sự trực 24 trên 24 trên hiện trường và đi kiểm tra liên tục, kịp thời khắc phục sự cố nếu xảy ra. Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 22 tháng 7 đến 26 tháng 7 đã gây thiệt hại rất lớn đến hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La. Thống kê của Sở Giao thông Vận tải Sơn La cho thấy, trên tuyến đường tỉnh và đường quốc lộ đã có trên 4.000 điểm bị ảnh hưởng, trong đó có 136 điểm gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Mưa lũ khiến các tuyến đường bị sạt lở ta lùi dương, ta lùi âm, ngập úng hư hại cho các công trình trên tuyến với khối lượng đất đá sạt lở trên 265.000 mét khối. Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La cho biết, với phương châm 4 tại chỗ và ba sẵn sàng, đến nay toàn bộ các điểm sạt lở ách tắc đã được khắc phục để đảm bảo giao thông tạm thời bước 1, đồng thời cũng tiến hành gia cố các công trình sói lở bằng các vật tư, vật liệu đã chuẩn bị sẵn, như dọ thép, đá học. Tuy nhiên, khối lượng thiệt hại rất lớn với tổng kinh phí thiệt hại ước tính trên 40 tỷ đồng, nên việc khắc phục hoàn trả lại các công trình giao thông đòi hỏi thời gian, huy động nhiều máy móc, thiết bị, nhân lực. Ông chính cho biết để ứng phó với đợt mưa lớn, ngành đã chỉ đạo các đơn vị quản lý bảo trì tiếp tục tranh thủ thời tiết thuận lợi để khắc phục hư hỏng trên hệ thống hạ tầng giao thông do cơn bão số 2 gây ra đặc biệt là bố trí máy móc thiết bị nhân lực vật tư dự phòng tại các vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở yêu cầu các đơn vị có phương án ký hợp đồng nguyên tắc thuê máy móc thiết bị đối với các khu vực các doanh nghiệp tổ chức cá nhân có máy móc thiết bị để khi có sự cố xảy ra sẵn sàng huy động khắc phục kịp thời Sở Văn hóa và Thể thao vừa có giải trình các nội dung được đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quan tâm về công tác đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn. Hiện tại thành phố có 311 đường bị trùng tên do lịch sử để lại. Về nguyên nhân của các tên đường giống nhau, Sở Văn hóa và Thông tin cho biết, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay được hình thành từ 3 đơn vị hành chính riêng trước đây là Sài Gòn, chợ lớn và Gia Định. Do yếu tố lịch sử, các đơn vị hành chính trước đây đặt tên đường cho riêng mình. Khi sát nhập, tình trạng trùng tên đã xuất hiện. Thành phố Hồ Chí Minh đang có 311 tuyến đường dùng chung 132 tên do nguyên nhân chủ yếu nói trên. Ngoài ra, từ sau năm 1975 đến trước năm 1995, các quận huyện đã tự ý đặt tên cho các tuyến đường mới do không có quy định cụ thể về thẩm quyền đặt tên của từng cấp. Kể từ khi hội đồng đặt tên mới, sửa tên đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được thành lập, thành phố đã quy định không đặt tên cùng một nhân vật lịch sử cho các tuyến đường khác nhau, từ đó việc đặt đổi tên đường và công trình công cộng mới được chặt chẽ, quy củ không trùng lặp. Mặt khác, theo quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố, Công trình công cộng ban hành kèm theo nghị định 91 năm 2005 của chính phủ cũng quy định không đổi tên đường phố công trình công cộng đã có tên gọi quen thuộc, đã gắn bó với lịch sử, văn hóa của dân tộc địa phương và đã ăn sâu vào tiềm thức tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ. Trường hợp đường phố công trình công cộng đã đặt tên mà xét thấy không có ý nghĩa lịch sử, văn hóa, không phù hợp với thuần phòng mỹ tục của dân tộc, không phải nhân vật tiêu biểu của đất nước hoặc địa phương, gây ảnh hưởng tác động xấu trong xã hội thì phải đổi tên nhưng cần xem xét thận trọng. Do đó, các tuyến đường trùng tên ở quận huyện khác nhau do lịch sử để lại cần hạn chế việc đổi tên tránh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Thời gian tới, Sở Văn hóa và Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các quận huyện ra soát lại những trường hợp tên đường bị trùng nhau trên cùng một địa bàn hoặc một số tuyến đường mới trong các dự án để xem xét, đưa ra phương án giải quyết hợp lý. Thời gian qua, Sở Văn hóa và Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất bổ sung ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn các quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Sở cũng ký hợp đồng với các hội chuyên ngành để nghiên cứu tên các doanh nhân, nhân vật lịch sử và các địa danh nhằm làm phong phú thêm ngân hàng tên đường. Chiều 28 tháng 7, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, phó giám đốc công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã yêu cầu công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh xác minh danh tính người thanh niên chạy xe máy lạng lách nguy hiểm trên quốc lộ 1A và xử lý nghiêm. Trước đó, sáng 28 tháng 7, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ clip dài khoảng 46 giây, hình ảnh một thanh niên điều khiển xe máy biển số 86AL02548 chạy trên quốc lộ 1A lạng lách lấn qua làn đường ô tô. Thanh niên này liên tục điều khiển xe bằng một tay, duỗi chân ra phía sau và thả cả hai tay. Sự việc được một xe khách chạy phía sau quay lại toàn bộ. Địa điểm thanh niên trên điều khiển xe máy lạng lách nguy hiểm được cho là xảy ra tại cầu Phú Long thuộc thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc vào trưa ngày 27 tháng 7. Nhiều người cũng cho biết vào sáng ngày 27 tháng 7 đã bắt gặp thanh niên này nằm dài trên yên xe điều khiển xe máy lạng lách bằng một tay tại dốc lầu Ông Hoàng, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng cần xử lý nghiêm khắc bởi hành vi trên vừa nguy hiểm đến tính mạng người điều khiển xe máy, vừa mất an toàn giao thông, nguy hiểm đến người và phương tiện đang tham gia giao thông. Ngày 28 tháng 7, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tôn vinh khen thưởng phong trào hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2023 các cá nhân, tập thể, đại diện gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện. Tại buổi lễ 303 tập thể cá nhân, đại diện gia đình được nhận bằng khen của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, giấy khen của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động hàng năm nhằm tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và tham gia hiến máu tình nguyện năm 2023. Tại lễ tôn vinh, bà Nguyễn Thị Anh Thi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cho biết, trong thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện thành phố đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và người dân thành phố nhiệt tình hưởng ứng, nhiều mô hình hiến máu hiệu quả tại các địa phương như gia đình hiến máu, ngân hàng máu sống, câu lạc bộ nhóm máu hiếm đã được xây dựng và hoạt động đạt kết quả cao, mỗi năm thành phố đã tiếp nhận được hàng chục nghìn đơn vị máu, trong đó có hàng ngàn người hiến máu nhắc lại, có các cá nhân, gia đình hiến máu hơn 90 lần, đặc biệt ngày càng có nhiều gia đình, cá nhân tiêu biểu tham gia hiến máu và vận động được nhiều người khác cùng tham gia hiến máu, nhờ vậy các cơ sở y tế đã kịp thời cung cấp lượng máu cần trong cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Trong năm 2023, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện của thành phố đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, tổng số đơn vị máu tiếp nhận 35.989 đơn vị máu, đạt 133,2 kế hoạch năm. Hiến máu nhắc lại đạt 55%, hiến máu thể tích 350ml, đạt 56% tỷ lệ người dân tham gia hiến máu tình nguyện đạt 2,99%. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Hiến máu thành phố đã ban hành kế hoạch hướng dẫn triển khai các chiến dịch Truyền thông vận động hiến máu tình nguyện như Lễ hội Xuân Hồng 2023, hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4, Hành trình đỏ 2023, Ngày quốc tế người hiến máu 14 tháng 6, phù hợp với từng địa phương, tiếp tục thí điểm tổ chức tiếp nhận máu cấp phường, xã nhằm đưa phong trào hiến máu tình nguyện tiếp cận gần hơn mọi tầng lớp nhân dân tại địa phương và tạo điều kiện cho người dân tham gia tích cực hiến máu tình nguyện. Thưa quý vị, mới đây một blogger chuyên về trải nghiệm và du lịch Hàn Quốc, Un Jeong vừa có chuyến thăm Hà Nội, cô chia sẻ trên trang cá nhân những điểm đến thú vị ở thủ đô của Việt Nam, trong đó có văn miếu quốc tử giám. Đây là ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam, được xây dựng vào năm 1070. Un Jeong chia sẻ trên trang blog của mình rằng, cũng giống như người Hàn hay mặc Hàn Búc khi đến thăm các cung điện ở Hàn Quốc, rất nhiều người dân mặc áo dài truyền thống ở đây rất nổi bật không biết là họ chụp ảnh hay làm gì nhưng trang phục này trông thật đẹp trong một khung cảnh cổ kính nữ du khách tiếc nuối vì không biết đến dịch vụ thuyết minh tại điểm không thể hiểu chi tiết về ý nghĩa từng khu vực un jeong chỉ đọc thông tin qua các bảng hướng dẫn Unde ông chia sẻ rằng những tấm bia rùa bằng đá đã thực sự thu hút cô. Cô cho biết cô nghe nói người Việt Nam quan tâm đến bia rùa nhất trong văn miếu. Những tấm bia ghi lại tên, tuổi, thành tích của các tiến sĩ có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi được tổ chức 3 năm một lần kể từ thời nhà Lý. Cô chia sẻ thêm rằng người dân cũng tin rằng chạm vào đầu rùa thì sẽ có kết quả tốt trong các kỳ thi. Người dân Đông Nam Á dường như cũng tin vào tâm linh. Trước kỳ thi giống như người Hàn Quốc, dù vậy, hiện tại khách du lịch không được phép chạm tay vào bia tiến sĩ, đầu rùa đá tại văn miếu quốc tử giám để bảo tồn di tích. Ôn Trê Ông cũng vào trong khu đền thờ khổng tử, người sáng lập học phái nhỏ giáo. Ngay phía trước bàn thờ có hai tượng đồng hạc đứng trên lưng rùa nhẵn bóng một bên vì người dân sờ để lấy may hoặc cầu an. Nữ blogger cũng làm theo người dân địa phương. Cô kể lại mình vừa cầu may vừa sờ vào tượng đồng, mong sớm thực hiện được mọi ước nguyện. Thực tế hệ thống thi cử của Hàn Quốc trước đây cũng có vài nét tương đồng với Việt Nam, người xưa quan niệm muốn thành danh thì phải thi, trở thành trạng nguyên mở ra con đường đỗ đạt làm quan. Người Hàn Quốc cũng có hệ thống giáo dục, thi cử kéo dài hàng trăm năm mang đậm tính nho giáo, kỳ thi đại học khốc liệt của hiện tại là minh chứng cho tinh thần hiếu học của người dân xứ sở kim chi, phụ huynh và học sinh cũng đến chùa cúng bái, cầu nguyện cho các sĩ tử đạt kết quả tốt. Những thông tin này cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo.